Cô mến chào các con. Cô rất vui khi được đồng hành với các con trong phân môn Tập đọc của tiếng Việt lớp 3. Để tiết học đạt hiệu quả, cô có những điều cần lưu ý với các con như sau. Các con chuẩn bị sách giáo khoa tiếng Việt lớp 3 tập 1, vở, bút ghi bài. Các con ngồi học đúng tư thế, khoảng cách không quá gần màn hình. Chú ý lắng nghe cô hướng dẫn và thực hiện các nhiệm vụ học tập. Hôm nay, cô giới thiệu với các con một chủ điểm mới. Để biết chủ điểm đó là gì, cô mời các con hãy quan sát tranh xem trong tranh có những gì. Bức tranh vẽ những ngôi nhà cao tầng, đồ sộ mọc san sát. Xe cộ chạy tấp nập trên đường. Hai bên đường cây cối được trồng ngay ngắn thẳng hàng, đó là cảnh thành thị hay còn gọi là thành phố. Trong bức tranh này, ngoài những cảnh vật mình đã quan sát được, chúng ta còn thấy những chú trâu đang cày ruộng, những mái nhà nhỏ bé lưa thưa nhấp nhô dưới những tán cây, những con sông uốn lượn. Các con có biết đó là cảnh vật ở đâu không? Đó chính là cảnh vật ở nông thôn đó các con. Để biết cuộc sống con người ở thành thị và nông thôn như thế nào, cô cùng các con tìm hiểu qua chủ điểm thành thị và nông thôn. Các con tiếp tục quan sát tranh và cho biết xem trong tranh vẽ cảnh gì? Các con à, tranh vẽ cảnh công viên. Các bạn đang đi chơi. Có cây cối, đặc biệt là một hồ nước. Hình ảnh nổi bật trong bức tranh là hai bạn đang dìu nhau đi. Bên cạnh đó có một bạn vẻ mặt lo lắng. Chuyện gì đã xảy ra? Vậy, cô và các con cùng tìm hiểu nội dung bài tập đọc Đôi bạn của tác giả Nguyễn Minh, sách giáo khoa trang 130, 131. Cô mời các con ghi tựa bài vào vở. Sau bài học này, chúng ta cần đạt những mục tiêu sau. Mục tiêu thứ nhất, biết đọc đúng, ngắt nghỉ hơi hợp lý sau dấu chấm, dấu phẩy giữa các cụm từ. Mục tiêu thứ hai, bước đầu biết đọc phân biệt lời người dẫn chuyện với lời các nhân vật. Mục tiêu thứ ba, hiểu nội dung bài và trả lời được các câu hỏi 1, 2, 3, 4 trong sách giáo khoa. Để đạt được những mục tiêu này, cô cùng các con sẽ hoàn thành 3 hoạt động. Hoạt động thứ nhất, luyện đọc. Hoạt động thứ hai, tìm hiểu bài. Hoạt động thứ ba, luyện đọc lại. Đầu tiên, chúng ta sẽ đi vào hoạt động thứ nhất, luyện đọc. Để luyện đọc đúng bài này, cô hướng dẫn các con luyện đọc giọng người dẫn chuyện thông thả, chậm rãi ở đoạn 1, nhanh hơn Hồi hộp ở đoạn 2, trở lại nhịp bình thường ở đoạn 3. Giọng chú bé kêu cứu, thất thanh, hoảng hốt. Giọng bố Thành trầm xuống, cảm động. Bây giờ cô sẽ bắt đầu đọc. Các con có thể nhìn vào sách giáo khoa hoặc màn hình. Lắng nghe cô đọc và đọc thầm theo cô. Đôi bạn Thành và Mến là đôi bạn ngày nhỏ. Ngày ấy, giặc Mỹ ném bom phá hoại miền Bắc. Thành theo bố mẹ sơ tán về quê Mến. Mỹ thua, Thành về lại thị xã. Hai năm sau, bố Thành đón Mến ra chơi. Thành dẫn bạn đi thăm khắp nơi. Cái gì đối với Mến cũng lạ. Ở đây có nhiều phố quá. Phố nào cũng nhà ngói xanh xát, cái cao, cái thấp, chẳng giống những ngôi nhà ở quê. Mỗi sáng, mỗi chiều, những dòng xe cộ đi lại nườm nượp. Ban đêm, đèn điện lấp lánh như sao xa, xa. Chỗ vui nhất là công viên. Ở đây, bên cạnh vườn hoa có cầu trượt, đu quay, có cả một cái hồ lớn. Mến rất thích chơi ở ven hồ. Hồ này rộng hơn cái đầm ở làng của Mến nhưng không trồng sen. Nhìn mặt hồ sóng gợn lanh tanh, hai đứa lại nhắc chuyện hồi nào, bơi thuyền thúng ra giữa đầm hái hoa, đang mãi chuyện bỗng các em nghe tiếng kêu thất thanh. Cứu với! Thành chưa kịp hiểu chuyện gì đã thấy Mến lao xuống nước. Giữa hồ, một cậu bé đang vung vẫy tuyệt vọng. Trên bờ, mấy chú bé ướt lướt thướt, hốt hoảng kêu la. Mến bơi rất nhanh, chỉ một loáng, em đã đến bên cậu bé. Khéo léo túm được tóc cậu, đưa vào bờ. Về nhà, Thành và Mến sợ bố lo, không dám kể cho bố nghe chuyện xảy ra. Mãi khi Mến đã về quê, bố mới biết chuyện. Bố bảo, người ở làng quê như thế đấy, con ạ. À. Lúc đất nước có chiến tranh, họ sẵn lòng xẻ nhà, xẻ cửa, cứu người. Họ không hề ngần ngại. Tác giả Nguyễn Minh Để giúp các con luyện đọc dễ dàng hơn, cô sẽ hướng dẫn các con chia đoạn. Các con hãy đón xem bài này chia thành mấy đoạn. Bài đọc này được chia thành 3 đoạn, được đánh số như sách giáo khoa. Đoạn 1, từ thành và mến cho đến sao xa. Đoạn 2, chỗ vui nhất cho đến vào bờ. Đoạn 3, phần còn lại qua bài đọc cô lưu ý một số từ ngữ khó phát âm các con cần luyện đọc những từ ngữ sau sơ tán san sát nườm nượp tuyệt vọng hốt hoảng để luyện đọc đúng các từ ngữ cô mời các con chú ý lắng nghe cô đọc sơ tán tiếng sơ các con chú ý âm sờ sơ tiếng tán các con chú ý sờ. vần an tán sơ tán san sát tiếng san các con chú ý âm sờ vần an san, tiếng sát. Các con chú ý âm sờ, vần ác, sát, san, sát, nườm, nượp. Tiếng nườm, các con chú ý vần ươm, nườm. Tiếng nượp, các con chú ý vần ướp, nượp, nườm, nượp. Tuyệt vọng, tiếng tuyệt, các con chú ý vần uyết, tuyệt, tuyệt vọng. Hốt hoảng, tiếng hoảng, các con chú ý bần oan. Hoảng, hốt hoảng. Cô mời các con đọc lại. Sơ tán, san sát, nườm nượp, tuyệt vọng, hốt hoảng. Cô mời các con đọc lại lần nữa. ngoài các từ ngữ cần lưu ý khi đọc trong bài còn có một số câu dài cần ngắt nghỉ hơi hợp lý các con cần đọc đúng ngữ điệu để đọc tốt bài hơn cô và các con cùng luyện đọc câu nhé hồ này rộng hơn cái đầm ở làng của mến nhưng không trồng sen trong câu văn này cô ngắt nghỉ hơi ở vị trí nào cô ngắt hơi sau từ này sau tiếng mến và nghỉ hơi sau dấu chấm cô mời các con đọc lại cùng cô hồ này rộng hơn cái đầm ở làng của mến nhưng không trồng sen Câu văn tiếp theo. Các con hãy suy nghĩ sẽ ngắt hơi như thế nào. Trong một câu văn này, các con ngắt hơi sau dấu phẩy giữa các cụm từ, có nghĩa và nghỉ hơi sau dấu chấm. Các con lưu ý khi đọc những câu văn dài, các con cần ngắt hơi sau dấu phẩy. Ngắt hơi tiếp ở cụm từ hồi nào. Ngắt hơi ở cụm từ giữa đầm và nghỉ hơi sau dấu chấm. Các con đọc lại câu văn trên. Nhìn mặt hồ sóng gợn lanh tanh. Hai đứa lại nhắc chuyện hồi nào. Bơi thuyền thúng ra giữa đầm hái hoa cô mời các con đọc lại hai câu văn trên như vậy cô và các con vừa luyện đọc từ khó và đọc câu các con hãy luyện đọc thường xuyên cô tin rằng các con sẽ đọc đúng và trôi chảy để hiểu được nội dung bài các con cần hiểu nghĩa một số từ đó là những từ nào cô và các con cùng tìm hiểu nhé câu ngày ấy giặc mỹ ném bom phá hoại miền bắc thành theo bố mẹ sơ tán về quê mến các con cần hiểu nghĩa từ sơ tán câu tiếp theo ban đêm đèn lấp lánh như sao xa sao xa có nghĩa là như thế nào các con Chỗ vui nhất là công viên. Vậy các con có biết công viên là gì không? Câu tiếp theo. Giữa hồ, một cậu bé đang vùng vẫy tuyệt vọng. Các con cần hiểu nghĩa tuyệt vọng là gì? Sơ tám có nghĩa là tạm di chuyển khỏi nơi nguy hiểm sao xa là sao băng những vật thể cháy sáng trên nền trời ban đêm làm cho ta trông như những ngôi sao rơi công viên có nghĩa là vườn rộng có cây hoa làm nơi giải trí cho mọi người tuyệt vọng là mất hết hy vọng không còn gì để mong đợi cô giới thiệu cho các con đây là ảnh công viên nước Đầm Sen ở thành phố Hồ Chí Minh. Như vậy, cô và các con vừa hoàn thành phần luyện đọc ở hoạt động 1. Để giúp các con hiểu nội dung câu chuyện, chúng ta sẽ sang hoạt động 2 tìm hiểu bài. Ở tìm hiểu bài gồm có 4 câu hỏi Chúng ta sẽ đi vào câu hỏi thứ nhất. Thành và Mến kết bạn vào dịp nào? Cô mời các con đọc thầm đoạn 1. câu trả lời thành và mến kết bạn từ lúc còn nhỏ khi giặc mỹ ném bom bắn phá miền bắc thành theo bố mẹ sơ tán về quê mến theo các con bạn thành và bạn mến bạn nào sống ở nông thôn bạn nào sống ở thị xã à bạn mến sống ở nông thôn và bạn thành sống ở thị xã ở thị xã có gì lạ? Chúng ta tìm hiểu qua câu hỏi số 2. Câu hỏi số 2: Mến thấy thị xã có gì lạ? Để trả lời câu hỏi này, các con dựa vào đoạn 1. Câu trả lời: Thị xã có nhiều phố, phố nào cũng nhà ngói xanh sát cái cao, cái thấp, chẳng giống những ngôi nhà ở quê, những dòng xe cộ đi lại nườm nượp. Ban đêm, đèn điện lấp lánh như sao xa. Hai bạn đang mãi mê ngắm cảnh và nhắc lại kỷ niệm thì chuyện gì đã xảy ra? Đó là tiếng kêu cứu của một bạn nhỏ khi rơi xuống hồ. Khi đó, mến đã có hành động gì? Các con tìm hiểu qua câu hỏi 3. Mến có hành động gì đáng khen? Cô mời các con đọc thầm đoạn 2. câu trả lời nghe tiếng kêu cứu mến lập tức lao xuống hồ cứu một em bé đang vùng vẫy tuyệt vọng qua hành động lao xuống hồ cứu một em bé của mến các con thấy mến có đức tính gì đáng quý à mến rất dũng cảm đúng không các con mến sẵn lòng giúp đỡ người khác không sợ nguy hiểm đến tính mạng các con à cứu người sắp chết đuối phải rất thông minh và khôn khéo nếu không có thể gặp nguy hiểm vì người sắp chết đuối do sợ hãi sẽ túm chặt lấy mình làm mình bị chìm theo qua đó chúng ta thấy bạn mến đã rất khéo léo khi cứu cậu bé đưa cậu bé vào bờ về đến nhà hai bạn có kể chuyện cho bố nghe không à vì sợ bố lo nên hai bạn không dám kể nhưng khi biết chuyện bố đã nói gì với hai bạn các con hãy đọc lại lời bố nói với hai bạn nào người ở làng quê như thế đấy con ạ à. lúc đất nước có chiến tranh họ sẵn lòng xẻ nhà xẻ cửa cứu người họ không hề ngần ngại Tiếp theo câu hỏi số 4. Em hiểu câu nói của người bố như thế nào? Câu trả lời. Câu nói của người bố ca ngợi phẩm chất tốt đẹp của những người sống ở làng quê, những người sẵn sàng giúp đỡ người khác khi khó khăn, không ngần ngại khi cứu người chúng ta vừa tìm hiểu xong các câu hỏi trong phần tìm hiểu bài qua bài đọc theo con thấy tình cảm tốt đẹp giữa người nông thôn và thành thị như thế nào qua bài đọc các con thấy là phẩm chất tốt đẹp của người nông thôn và tình cảm thủy chung của người thành phố với những người đã giúp đỡ mình lúc gian khổ khó khăn đó chính là nội dung của bài tập đọc hôm nay cô mời các con đọc lại cô mời các con ghi nội dung bài vào vở Như vậy, cô và các con đã hoàn thành phần tìm hiểu bài để giúp các con đọc hay hơn nữa. Cô mời các con qua nội dung tiếp theo là luyện đọc lại. Cô chọn đoạn 3 để các con luyện đọc lại vì đây là đoạn ca ngợi phẩm chất tốt đẹp của người nông thôn. Khi đọc đoạn này, các con chú ý đọc giọng cảm động, trầm xuống. Để đọc tốt đoạn 3, các con ngắt hơi sau dấu phẩy, nghỉ hơi sau dấu chấm và nhấn giọng ở các cụm từ như thế đấy. Sẽ nhà, sẽ cửa. Cứu người. Không hề. Các con lắng nghe cô đọc về nhà thành và mến sợ bố lo không dám kể cho bố nghe chuyện xảy ra mãi khi mến đã về quê bố mới biết chuyện bố bảo người ở làng quê như thế đấy con ạ à. lúc đất nước có chiến tranh họ sẵn lòng xẻ nhà xẻ cửa cứu người họ không hề ngần ngại cô mời các con đọc lại Sau khi đọc đoạn 3, cô tin rằng các con đã đọc bài tốt, các con hãy luyện đọc thêm. Các con sẽ đọc rất là tốt. Các con à, trong mỗi chúng ta ai cũng có một tình bạn, họ luôn gắn bó và nhớ đến nhau. Vì vậy, chúng ta phải luôn tôn trọng và luôn nuôi dưỡng tình cảm tốt đẹp ấy. Sau tiết học các con về đọc lại bài và trả lời lại các câu hỏi trong sách giáo khoa. Tự đọc và tìm hiểu bài về quê ngoại. Xem trước bài đọc Mồ Côi Sự Kiện để tiết sau các con sẽ được cô giáo hướng dẫn. Như vậy, cô và các con đã hoàn thành tiết học. Cô chúc các con chăm ngoan, học giỏi. Cô chào tạm biệt các con.